chị em mình sẽ làm món hàu nướng mỡ hành nha các bạn nhé. Mình có mua là 2 kg hàu, mình rửa sạch sẽ rồi các bạn. Các bạn nhìn những em hàu trắng phau phau này các bạn này, quá đẹp mắt. Mà các bạn là mình lưu ý cho các bạn khi mà mình mua hàu đấy các bạn, mình lựa những cái con hàu mà nó u mình lên như thế này nè thì ruột nó sẽ dày ngon, còn mình lựa những cái con lép, con này hơi lép này các bạn, thì ruột nó sẽ ít nha các bạn nhé. Hành lá tí nữa mình làm mỡ hành nha các bạn. Đậu phộng mình rang rồi, hành phi. Than thì mình nhóm lửa chờ nó than nó hồng lên là mình nướng được hàu rồi nha các bạn. Thì trong quá trình đó thì mình sẽ đi tắt cái vỏ hàu trước nha các bạn nhé. Tắt vỏ hàu ấy các bạn thì chị em mình cũng đã hướng dẫn ở một clip hàu rồi nha các bạn. Rất là đơn giản các bạn nè. Đó. Mình chỉ cần cắt một ít ngay trên cái miệng hàu và mình nạy lên. Ngay cái phần thân hàu này mình lấy cái dao đó, mình rập nó nha các bạn. Đó. Rất là đơn giản các bạn ạ. Các bạn không? Cái phần nước đó các bạn thì mình để lại một ít để mình nướng nha các bạn nhé. Đó. Mình cứ lần lượt mình tắt thôi các bạn ạ. Rất là đơn giản các bạn ơi. Mình đã hồng rồi, bây giờ mình sẽ nướng hàu nha các bạn. Những cái con mà than nó gần than hồng đó các bạn thì nó sẽ sôi mau hơn. Thì con nào chín á thì mình gắp ra trước nha các bạn, rồi mình cho mỡ hành, đậu phộng, hành phi lên trước ha các bạn ha. Cái con này nó chín trước mình gắp ra trước nha các bạn. Mình đã làm xong hàu nướng mỡ hành thật là thơm ngon rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cùng với các bạn nhé.
hào mùa này không được mập cho lắm các bạn ơi, cũng vừa ăn à các bạn. Mình mời các bạn nhé, thơm lắm các bạn ơi. Ngon lắm các bạn, bùi bùi thơm của mùi mỡ hành, bùi bùi của đậu phộng, hành phi. Nóng quá các bạn, phải cầm trên đây, nóng quá. Đại không các bạn? Đó, các bạn nhìn nè. Wow, nóng quá các bạn ơi, cầm cái vỏ nóng quá trời. Mời các bạn nè. Mình mời các bạn miếng nước đá nha, mình khát nước quá các bạn ơi. Các bạn ngon lắm các bạn ơi, bùi béo thơm. Thơm của mỡ hành nè các bạn, béo của con hào, bùi bùi của đậu phộng, ăn rất là ngon. Mình thích ăn hào nướng mỡ hành này hơn là hào nướng phô mai các bạn ạ. Ngon các bạn. Mình để vỏ kế bên luôn nha các bạn. Bùi béo lắm các bạn ạ. À, con hào cục sữa luôn các bạn ạ. À, uống nước các bạn, nó béo quá các bạn ạ. À, cái này mà có bạn bè, có khách, có khách tới nhà các bạn, mình mua hào về, mình về mình nướng mỡ hành đại khách, bạn bè ăn ngon lắm các bạn ạ. Hào nó béo quá các bạn ạ. Các bạn nhé, hai em uống nu luôn các bạn ơi, nè béo tùm hum luôn các bạn. Một em này các bạn, hai em này các bạn, các bạn nhìn hào béo này các bạn, nó nhỏ nhưng mà nó béo nha các bạn. Bùi này của đậu phộng, béo của hào, hành phi thì thơm này, mỡ hành cũng thơm này. Đó, hai con này các bạn, đại không các bạn? Mình mời các bạn nhé. Ngập tràn giữa hào, lại thêm hai em nữa này các bạn, hai ký hào chắc mình ngồi sơi sơi là hết luôn đấy các bạn nhỉ. Đấy, ngon quá các bạn. Lâu lâu các bạn cũng thử làm hào nướng mỡ hành như thế này để buổi chiều ấy các bạn, cuối tuần gia đình mình quây quần thử thức để món thưởng thức cái món mỡ hào này các bạn. Hào nướng mỡ hành thơm ngon, béo ngậy luôn nữa các bạn. Mình mời các bạn nhé.
này béo quá các bạn ạ. Quá béo. Một mình ngồi đánh bay 2 kg hào nướng mỡ hành luôn các bạn ạ. Sướng gì đâu các bạn ơi. Mời các bạn nhé. Mời các bạn miếng nước nhé. Mình nhớ ngày xưa các bạn, không phải ngày xưa, cái hồi mình đi làm á, mình có qua bên Phước Hải á các bạn, ăn hào nướng mỡ hành này các bạn à. Ngồi ngay bờ kè á các bạn. Nếu mà các bạn nào mà ở dưới Vũng Tàu ấy thì các bạn sẽ biết là cái khu mà ở bên Phước Hải á, buổi chiều hoặc là buổi sáng là ở ngay bờ kè á các bạn, ăn hào này, ngon lắm các bạn. Ngồi được ngồi ngay cái bờ kè ngoài biển, dòm ra cái biển các bạn. Đó là mình đi một lần với em Hân với em My á, ăn vui và ngon lắm. Kêu ra chắc cũng đường ký à các bạn. Còn đây là mình làm ở nhà là 2 kg mà một mình ăn hết 2 kg các bạn. Ghê không các bạn? Ngọc chèn vỏ. Nó thơm lắm các bạn ạ. Béo không các bạn? Hào sữa ú nu. Ơi các bạn nhé, còn cuối cùng hào nướng mỡ hành này các bạn. Đẹp, thơm ngon quá các bạn ơi. Mời các bạn uống nước. Mình đã thưởng thức và review xong 2 kg hào nướng mỡ hành rồi nha các bạn. Thật là thơm ngon, béo ngậy, bùi nữa các bạn ơi. Bùi của động vọng này. Béo là của con hào sữa, béo ú à các bạn ơi. Thơm là mùi của mỡ hành, hành phi này các bạn. Rất là tuyệt vời. Mình cảm ơn các bạn đã dành một ít phút thời gian theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình làm món hào nướng mỡ hành. Thật là thơm ngon nha các bạn. Một lần nữa mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe. Các bạn có yêu thích clip ngày hôm nay thì ủng hộ cho chị em mình một like nha các bạn. Mình hẹn gặp lại các bạn vào clip ngày mai. Cảm ơn các bạn. Bye bye.